Nakamichi 1000 hay là mã? Về thiết kế thì không khác gì 1000 trơn cả. Nhưng mà hình như bo phát của nó, cái bo này thiết kế khác này. Còn lại các cái bo Dubai đều giống nhau hết trơn. Và cơ giống nhau. Nó chỉ khác ở chỗ là nó đưa cái red core ra ngoài đây. Còn hình như 1000 trơn thì red core nằm số đít. Bây giờ chúng ta hướng dẫn sơ vào cách để chúng ta về ghi băng. Con này mình đã làm lại thông số kỹ thuật về vấn đề ghi rất là tốt rồi. Ghi cũng rất là ấn tượng. Hoàn toàn có thể tham khảo. Trước tiên chúng ta phải để ý tới cái chế độ băng. Băng đột man này. Băng chrome này. Băng đột man này. Băng chrome này. Ok. Nó không có băng metal nhé. Đột man, chrome, đột man. Lặp đi lặp lại mấy lần rồi đấy. DNL out, Dubai in hoặc out, Dubai NR khi ghi có Dubai, khi phát có Dubai, khi ghi không có Dubai, khi phát không có Dubai. Đây còn tép chuột, chúng ta hoàn toàn thử tép âm. Thế cái phần mid input này chúng ta giảm hết xuống, blend mid này giảm luôn, tại vì nó phụ thuộc vào phần mid này. Phần này nó là ba cái input này. Bởi vì cái này hồi xưa là nó thiết kế cho việc mà hát guitar, đàn guitar xong là một cái mid vừa hát chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Memory on thì tới số 0 nó tự stop. Auto reverb có nghĩa là khi hát xong nó tua lại và nó hát tiếp. Ok. Một con máy đáng trải nghiệm. Một cỗ máy khổng lồ. Băng. Bây giờ là băng này, băng đột man. Trước khi ghi chúng ta lưu ý chế độ băng đã, đúng không? Thứ hai chúng ta lấy cái bias calibration, red core calibration cho nó, chứ không phải là bias. Bias là bias trong, nhưng nó chỉ có red core thôi. Red core được lấy cái để chúng ta ghi nó thì chúng ta bấm nút cái này lên. Ok, bây giờ mình bằng cái này đi, xéo đi cho nó chút tàn chỉnh nhận về cái bit control này. Chúng ta để ở giữa nó có cái nút này. Ok, đừng có vặn nó làm gì. Bấm red play xong, nhiệm vụ tiếp theo bật on test tool. Ok, để cái đèn đó. Bật on test tool xong, cái đèn nó đang sáng ở bên này, đèn màu đỏ. Chúng ta vặn cái ba lăng này, cái nút này azimuth mà phần ghi này, làm sao hai cái đèn này chớp với nhau. Nó đỏ bên này thì chúng ta vặn ngược bên này. Ok. Đây nè. Đó, nó đỏ bên này chúng ta vặn thuận bên kia. Đó, làm sao hai cái này chốc. Đấy, ok được chưa? Có nghĩa là nó cái phần azimuth nó đã đúng rồi. Tiếp theo chúng ta để ở tép. Chúng ta để ở tép nha. Chúng ta lấy cái này. Bởi vì nó băng đang băng EX cho nên chúng ta lấy cái mức EX dưới này cho lên 0 dB. Ok. Cái này là máy tự phát tần số, máy tự phát 400 ra, mình không có nạp nha. Máy còn đẹp lắm, về chùi chùi R7 vào đẹp lắm. Chúng ta đúc vào EX, chúng ta vặn lên 0 dB. Ok, cái này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh cho nó ở 0 dB. Ra âm sắc rồi chúng ta tu lại, chúng ta ghi từ đầu. Điều chỉnh cái ba lăng này làm sao cho hai cái kim này nó đều nhau, ghi ở mức cộng 5 dB nhé. Naka là cộng 5 nhé. Sony thì cộng 2, cộng 3. Tiếp thì cộng 3. Tiếp thì cộng 3 dB, còn Naka thì cộng 5 dB. Chúng ta sẽ test một bản nhạc rock này. Đang
trong vấn đề ghi thì cái output này không có tác dụng gì, nó chỉ có giảm âm lượng thôi, còn ghi phát thì chúng ta cũng nhận nó cũng chỉ là tăng giảm thôi, nó không có giống như tít. Tít nó sẽ bị ảnh hưởng tới kim này. Đấy, bài hát xong rồi đóng cái này lại. Chết cha, cứ quen cái tay tua tới. Rồi, ok, chúng ta tới không db. Stop. Âm thanh rất là ok đúng không? Hay hơn sụt. Nó rất là đầy tiếng. Bây giờ ghi băng đột man xong rồi, băng rất là thông dụng, thường thôi. Băng tốt thì tiếng tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ghi một bản trước 75 trên cuốn băng Chrome này. Tại vì băng này không có băng metal nha, ngay cái đầu máy này không có chế độ metal. Chúng ta chỉ cần Chrome là ngon rồi. Chrome tốt thì cũng đã trăm mấy trăm đây, máy cuốn này cũng đã 100.000 cuốn rồi. Nên làm rất là tốn tiền rồi, đừng đụng tới metal siêu tầm chơi thôi. Băng Chrome ta chọn chế độ Chrome hai cái. Chrome thì nó là SX thì chút nữa chúng ta chỉnh ở trên SX này, lưu ý nhé. Cái chỉnh ở dưới này không có tác dụng gì trơn. Chúng ta cũng tắt cái nhạc kìa. Rồi, để chúng ta mở bản nhạc trước của Lam đi. Rồi ok, đang ghi rồi. Để ghi thì chúng ta vẫn bật cái test tool này để chúng ta lấy lại cái azimuth. Tại vì azimuth khi mà nó điện đầu từ cái lưỡi gà này thì nó có sự sai lệch. Đó. Tại khi đầu từ nó nhét vào đây này thì nó sẽ có sự sai lệch về dây. Nó bố trí cho chúng ta cái điều chỉnh azimuth này. Cái này đang đỏ bên tay phải, chúng ta dặn ngược về bên tay trái. Ok. Nó chớp như này đó, thấy chưa? Rồi bắt đầu chúng ta up đi. À, bật lên lại nha, chưa chỉnh mà. Bật lên chúng ta phải chỉnh cái tép này trước này. Chỉnh cái azimuth xong rồi ta chỉnh tới cái kim này. Ở 0 dB nha, thằng này vượt dB quá luôn này. Thằng này dưới nè. Chúng ta phải chỉnh lại. Kênh trái chỉnh về. Bằng về thôi. Ok. Kênh phải chúng ta chưa tới 0 dB, chúng ta phải dặn lên. Ok. Got it. Xong. Xong hết rồi, chúng ta tắt cái này đi. Rồi chúng ta nạp nhạc vào, chúng ta ghi. Ta mở bản trước 75 đi, quen thuộc để anh em dễ hình dung. Kéo thì chọn nhanh ha. Ghi ở cộng 5 dB nha, lưu ý nha. Băng tốt thì được 7. Tùy loại băng á. Có đầy tiếng hay cuộc tình tan đông ruộng hoang
Trên sâu điểm 1 bắn chọn chế độ băng cho đúng cho nó, chứ băng cho rồi mà để chế độ nọt man nó tiếng nó sáng quá buồn cười lắm. Bình ơi chơi thôi, trải nghiệm thôi.